Ôi, ôi, không phải chuyện của tôi mà tôi biết như này tôi còn đứng đùi đi nữa bà ơi. Trời ơi, còn ai vô tối bà ơi. Người thấy ghê vậy. Ừ, nó kêu mình trơn á. Ừ, nó nhiều lắm hả, nó nhiều lắm hả? Nhiều như lắm luôn. Ừ, nó ghê vậy. Ừ, như sông vậy đó. Ừ. Ôi dưa chưa, bởi tao nói cái này là tệ nạn xã hội nè. Mày nói coi quá trời kìa, mày nói. Ừ đúng rồi, mày nói chuyện quá trời chữ luôn kìa. Ừ, chữ gì dữ vậy. Rồi rồi, tới công chuyện này. Rồi đó ha. Hồi nãy giờ tao kêu cái gì? Đầu trâu đầu bò mặt ngựa hả? Tao muốn mày làm cái gì ở đây? Trời ơi, bệnh quýnh lộn quá trời kìa. Ừ, đang coi chuyện, đang nhiều chuyện bệnh quýnh lộn máu mè tùm lum. Coi cái gì không vậy, cái làm nhiều chuyện, chuyện cái ngày chứ không mà chuyện mày á. Chuyện mày á, tao ghét cái cuộc đời này, tao ghét nhất là những cái đứa nhiều chuyện, những cái đứa mà ăn không ngồi rồi kiếm chuyện thiên hạ đi mà coi. Mày có cái gì vui không? Có cái gì vui không? Hả? Trời ơi, ăn đó không mà đi kiếm chuyện thiên hạ, rồi nói chuyện thiên hạ. Rồi sao? Rồi lương ai trả cho tụi bay? Hiền quá mà. Thật sự cho con chỗ này như tay không? Tụi bay ngồi chơi gì có trả tiền cho tụi bay không? Hả? Cái riêng của người ta thiên hạ, chuyện của tụi bay hả? Tụi bay nói mày ngồi cậu vậy? Bị xuống không? Chúng đi phải cô, chúng đi phải cô cái gì? Làm gì tự nhiên cái gì đang làm đây 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 đây? Cái chuyện gì? Cái chuyện gì? Cái chuyện gì? Chuyện gì? Không có chuyện gì nữa đi. Đi, đi ra. Đi bên khách người ta không kịp kìa. Thôi khô kìa, đâu vậy? Nè khô cái hồng người ta mua cái chục kia thôi nè. Chưa có phơi nè. Chuyện gì vậy trời, ghê em trời. Đi vô nghỉ đi. Khô thì đứng ngay mà đứng không nắng nâu gì. Rồi bệnh hoạn rồi sao đi làm. Ôi trời ơi. Sớm bệnh chị. Nhanh nhanh đi là vô đi nghỉ, tôi nói rồi. Thôi để đi, ngày mai ngày chiều gì chơi đây. Mày vô mày nhắn tin cho người ta nói ngày mai gửi hàng đi. Bỏ vô đi. Bỏ vô. Đi nghỉ đi. Rồi chiều bệnh ngay lại chim. Một đời tao là chỉ có thương công nhân nhất là mình tao thiệt cái mày tụi bay vậy đó. Tụi bay không làm được cái tao là không làm được cái ai chứ mày. Đi vô ngủ. Vô cái phòng máy lạnh kia kìa. Bữa nay không ngủ bật gió nha. Nãy giờ nó máu dữ lắm á trời. Mình sớm bệnh sớm nhiều chuyện, bệnh lại anh Đạt cái gì chứ. Chắc chắn anh bài luôn. Quá trời quá chắc. Tao nói mà bên bển thì cân bài bà không à, bánh mà công an này mà công an là công dân vô hành sự luôn. À mà gặp cái tao qua tao livestream, tao câu like chơi. Trời biết gì trời ơi là trời. Có gì đâu. Trời ơi, vậy thấy rồi trời. Trời ơi trời, năm mấy người luôn kìa. Quá trời vậy trời. Hàng kia nghe nó máu me quá trời luôn. Trời ơi không thấy gì tức quá trời luôn ấy. Trời ơi là. Trời ơi quá trời tập trung. Trời ơi tập trung giống cái nhà của con. Cái con á. Thấy không đó, con Quyền này, con đó nó chửi tao nè. Nó. Quá trời luôn rồi. Không lên được. Sao đây ta? Không có lên được. Nguy hiểm quá mà không coi tức. Trời ơi trời, tự nhiên chuyện của tao mà run 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 chân chân trời trời. Thánh thiền thiên địa ơi, cầu mong nha. Cái con quỷ con Quyền đó ha. Mày chửi tao hay mày? Trời ơi là. Mày chửi tao đi. Lên không được rồi sao trời tao. Tao quyết tâm tao lên được mấy đằng không. Không được luôn trời, thánh thiền ơi. Tao quyết tâm lên được. Tao quyết tâm lên được. Thành vô. Với cái nhiều chuyện của tao. Tao biết tâm mình được. Ủa đâu trơn rồi? Trời ơi. Ủa đâu trơn trời? Từ từ. Ủa? Tao mới thấy một đống người đi mà trời. Trời đất thiên địa ơi là trời. Bà nội cha nó bữa nha chặt con Quyền nó đám dỗ. Mấy mẹ mấy cha ơi là trời. Ủa trời ơi, ai bắt thang đây trời? Thiệt tình chứ. Mấy cái người này rảnh ghê vậy, đi làm không dẹp dọn gì hết trơn á. Bực bội ghê vậy đó. Không có để đúng nơi đúng chỗ hết trơn. Ủa mà nãy ổng dẫn quá trời rồi, ổng ở đâu rồi ta? Ủa ổng rồi trời. Chú ơi. Chú ơi chú. Nhà bữa nay đám dỗ bà nội trời ơi là trời. Gì vậy? Ủa hồi nãy chửi tôi dữ lắm mà sao giờ này lên lên. Dài mấy ngày mấy đêm rồi. Con chuột ở trên đây là. Ơ cái cuộc con chuột trên đây nè. Rồi sao không có con chuột? Thánh thần ơi nhiều chuyện thì nói nhiều chuyện. Nhiều chuyện cái gì con chuột làm gia đình nó chạy à. Mà cái là phong mới gắn kìa. Cái là gà phong mới gắn kìa. Con chuột nằm trên đây nè. Rồi sao tụi bay để cho ăn con hư hư hết trơn rồi sao? Nó cắn cái là phong rồi sao? Tụi bay thiệt tình tôi kêu tụi bay hổn dài luôn á. Trời ơi quá trời quá đất ông rồi nãy ông chửi nhà ha ung thùm bắt giả cho anh tưởng sao giờ lên chỉnh còn nhiều chuyện mà. Tao nhiều chuyện cái gì? Quá trời quá đất anh về chi để tao lên tao bắt con chuột. Ủa vậy cái thang của ông hả? Chết quá. Đâu rồi? Tôi thấy ai tôi tưởng đâu dẹp thôi vậy ở chợ ảnh đi. Trời đất ơi là trời ơi đem cái hang vô đây. Con chuột quá con chuột. Ngồi chửi hai chị em tôi đã đời ha. Chửi cho đã cái nơi đã leo lên chợ ảnh. Trời ơi nhiều chuyện thì nhiều chuyện vừa vừa thôi chứ. Nhiều chuyện quá trời nhiều chuyện rồi. Thôi chứ quá trời quá đất rồi. Tiến ơi mày ra đây mày coi nè trời đất ơi. Mày coi kìa chửi cho mình cho đã rồi leo lên chợ ảnh rồi. Bắt chuột. Ở đây làm gì có chuột mà bắt. Mày coi nè. Trời ơi trời, vừa phải kìa, mày coi kìa. Mày coi đó, đó, hồi nãy chửi hai chị em mình. Còn chửi quá trời chửi luôn, bây giờ leo lên nói chi á. Ổng nói ổng leo lên ổng bắt chuột. Ở đây làm gì có con chuột nào cho ổng bắt. Đúng rồi, lên kẻ thống chuyện có. Rồi nói vậy, mình lấy cái thang đi ta xuống rồi. Đừng, nói chung là. Ôi bây giờ chị. Chủ nào tối nay chung để tao mướn tao dậy rồi tao mướn tụi bay hiền lành tốt rồi. Vô đây rồi tụi bay không có nhiều chuyện rồi tụi bay kể cho tao nghe.
Ủa tụi mày không nhiều chuyện, tôi đi về vô chỗ khác làm đi. Ủa vậy tao nhiều chuyện, tao muốn mấy đứa thì cô im game gần rồi, còn ai kể chị tôi nghe. Ủa vậy rồi sao hồi nãy chửi tôi làm chi vậy? Trời ơi, mày đặt chửi đuổi tôi vô đã rồi, giờ này lem chảnh ngọn mình. Tôi dẹp cái hang rồi, từ đây tới chiều ông không bắt được con chuột á, thì ông ở chảnh luôn đi. Trời, tao nói với mày không phải là tao quan tâm tới tụi bay. Tao nãy tao nói cái gì? Tao có chửi tụi bay không? Nãy tao chưa có chửi tụi bay cái nào chứ á. Tao chưa có chửi một cái gì, tao nói là tụi bay đi vô đi, ngủ cái lạnh đi để cho tụi bay bệnh hoạn, còn ai là chim. Tao chửi tụi bay nào? Bây giờ làm ơn làm phước đưa cái thang xuống nè. Dạ ông nói đi, ông ở chảnh ông nói đi, ông hứa với tôi đều đưa tôi đem cái thang trong xuống. Thôi vậy. Lên lương cho tôi đi. Nó chứ lương tháng có 10 triệu xài không có đủ ba ơi. 10 triệu 200. Không. 2,5. 12 triệu. Tôi lấy thang trong xuống, còn không là ở chảnh luôn đi nha. Quyết định cho tôi đi vô à. Sao? Lên lương không? Tức ghê, cái này dưới cơ nó thiệt xui. Rồi bây giờ sao? Tôi đi vô nha, tôi đi vô là không có kêu nha. Tụi bay gài kèo tao rồi, nhà tao nắm vỗ. Tụi bay gài kèo tao lại tụi bay luôn. Rồi, gài kèo tao ok, 1 triệu 2 được chưa? 12 triệu được chưa? Nhớ nha, rồi để. Trời ơi trời già mà ngu hiện bị mấy nhỏ lính gài kèo trời ơi là trời.